Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Thì vào hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tool, đó là tool check cụm mật khẩu khôi phục bí mật của ví VietnamNet. Thì để có thể làm được cái tool này thì các bạn, thứ nhất là các bạn cần chuẩn bị là chương trình soạn thảo editor AutoIT. Thứ hai là các cái thư viện liên quan đến nó để mình trong quá trình mình lập trình ấy thì mình có thể sử dụng được. Thứ ba là mình cần một cái để có thể lưu trữ được dữ liệu. Ở đây thì có rất nhiều cách để mình có thể lưu trữ được dữ liệu, ví dụ như là mình lưu dưới dạng là JSON này, hay là XML này, hay TT này. Thì ở đây thì mình lưu trữ dữ liệu dưới dạng là DB, DB là SQLite, cơ sở liệu mạng SQLite. Thì mình giới thiệu qua cơ sở liệu nhé. Thì cơ sở liệu nó thì ở đây thì mình có tạo một cái bảng, đó là bảng key. Thì trong bảng key này thì nó gồm 4 năm cột: cột ID này, title này, date này, status này, update này, ghi chú này. Thì cái bảng này thì nó có tác dụng gì? Thứ nhất là khi mà mình có một cái file key của sẵn rồi thì mình thực hiện là ra DOM nó, bắt đầu nó thực hiện là insert vào trong cơ sở liệu. Thì nó insert gồm các trường như sau: ID này, title này, date này. Date là cái trường trường là được thêm key vào trong hệ thống. Còn ba trường này này, khi mình sử dụng update thì nó mới bắt đầu nó sử dụng đến thôi. Đấy. Thì dữ liệu hiện tại của mình thì đang là trống thôi, Đấy. Thì đầu tiên là mình giới thiệu qua về file main.ao3 này. Cái file này thì có tác dụng này là thực hiện lấy một cái danh sách key có sẵn. Đấy. Thì ở đây thì mình có sử dụng một cái file key.txt này, file key.txt. Thì ở đây thì nó được phân tách theo các cái cụm từ của nó được phân cách theo bởi dấu cách. Đấy, bỏ dấu cách. Đấy, các bạn muốn thêm key vào ấy thì các bạn chỉ cần điền thêm một cái này, điền thêm một cái và bắt cách ra là xong. Đấy. Ở đây mình không điền thêm nữa tại vì nó quá nhiều rồi, mình không điền thêm nữa. Ở đây chắc là mình chỉ sử dụng một ít thôi, một sử dụng một ít key thôi. Đấy. Mình sử dụng cần này key thôi, chứ kia nhiều quá, random nó tạo ra nhiều key quá cũng 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 mệt rồi. Ok. Đấy. Thì nhiệm vụ của file main này là nó thực hiện đọc cái file txt này, sau đó phân tích ra nó tách các cái từ này ra, đấy, tách từ này ra và xử lý dữ liệu. Sau khi xử lý dữ liệu xong, bắt đầu nó thực hiện là ra nôm các cái từ này vào với nhau, đấy, thành một cái mật khẩu ở đây này, cụm mật khẩu này thì gồm 12 từ. Sau đó mỗi một 12 từ đó bắt đầu mình thực hiện là insert vào trong cái cơ sở liệu mình vừa mới tạo này. Đấy. Sau khi insert xong ấy, thì nó thực hiện nó lưu vào trong đây rồi ấy, thì mình thực hiện một cái file nữa, mình có viết thêm một cái file nữa là file open chrome, tức là nó mở chrome ra, bắt đầu nó thực hiện nó điền cái cụm từ mình vừa mới gian đun lưu trong cơ sở liệu ấy, bắt đầu nó điền vào đây, bắt đầu nó hiện thực hiện nó check ở trong này xem là cái cụm mật khẩu đó nó đúng hay sai. Ví dụ nhé, thì mình điền một cái này, đấy, nó hiển thị các cái dòng chữ đỏ này, nó hiển thị dòng chữ đỏ ở đây tức là mật khẩu mình đang bị sai, đấy, nó hiển thị thông báo cảnh báo gì đó. Như bình thường các bạn dùng Python ấy, thì nó không sử dụng được cái Doom các thứ, nó cũng khó. Mình cũng test thử rồi, sử dụng JavaScript với các ngôn ngữ khác rồi, nó cũng không check được tại vì cái này nó là cái bảo mật của người ta không cho tác động các cái đuôi mất các thứ đấy, thì mình có dùng ngôn ngữ AutoIT để mình tác động vào. Thì ở đây thì bắt đầu cái file open chrome này này thì mình cũng vừa nói qua rồi đúng không, nó thực hiện check này, bắt đầu nó nếu mà cảm thấy nó không hiện cái dòng báo đỏ ấy đó là nó thực hiện đúng, còn nếu mà nó không, nó hiển thị dòng báo đỏ tức là nó hiện sai. Đấy. Đấy, mình chỉ test thử như vậy thôi. Thì để có thể bắt đầu được cái tool chạy của mình thì đầu tiên các bạn cần phải tắt cái DB này đi. Thứ hai là tắt cái đường link này đi. Đấy. Lưu ý khi mà chạy tool các bạn cần phải xóa bỏ cái trình duyệt MetaMask và cài lại để nó hiển thị cái trạng thái ban đầu như này. Đấy. Đừng có để là chẳng hạn là đừng có để như trạng thái ban đừng có để là mật tài khoản mật khẩu nó vẫn kiểu bắt nhập không ấy, kiểu mình có tài khoản rồi ấy, thì nó sẽ không không check được.
nó phải vào đúng cái trang này thì mình mới check được, check 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 được. Đấy thì để có chạy được, để có thể chạy được đầu tiên ấy, để có thể chạy được random với key. Đấy mình sẽ thực hiện này. Mình sẽ thực hiện random tất cả key này vào trong cơ sở dữ liệu. Random và lưu vào trong cơ sở liệu mình thì mình sẽ chạy cái file là file file main này, main.exe này. Đấy, bắt đầu mình chạy này. Đấy, nó hiển thị một cái dòng thông báo lên là Tôn đang tiến hành thực hiện lưu trữ dữ liệu random vào cơ sở liệu, bấm OK để tiến hành, bấm giết đấy. Đấy, mình bấm giết này. Đấy, nó bắt đầu nó thực hiện này. Đấy, nó thực hiện 47 key, chắc là mình kéo thăng chậm quá các bạn không nhìn thấy. OK, mà nó hiển thị thông báo xong rồi, nó hiển thị cái thông báo kết thúc này. Thì bây giờ để kiểm tra xem key đó đã thành công trong hệ thống của mình chưa, thì bắt đầu mình mở cái file DB này lên này. Đấy, mở file DB lên, mình mở cái Brew Data này, mình mở này. Đấy, các bạn thấy không, 48 key. Đấy, nó bắt đầu thực hiện thêm ra Doom. Mỗi cái này thì nó gồm có 12 từ gì đó. Đấy. Đấy, 12 từ. Bây giờ nhiệm vụ của mình là bây giờ dùng cái danh sách này điền các cái hàng này lên trên ví MetaMask để xem nó kiểm tra xem là đúng hay sai. Thì mình bắt đầu mình sử mình chạy cái file là file, mình chạy cái file là OpenChrome nhá, OpenChrome này. Đấy, mình phải tắt trình duyệt đi nhá, đừng 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 ngồi nhá, tắt trình duyệt đi nhá. Đây nó hiển thị, đây là các cái key của mình. Đấy, các cái key của mình nó hiển thị bắt đầu nó trạng thái nó đang không, update không, ghi chú cũng đang là rỗng nhá. Rồi mình tắt đi này để mình chạy cái file OpenChrome này. Thì lưu ý khi mà mình chạy, mình tắt tắt cái trình duyệt của Chrome đi nhá, tắt hết đi nhá. Đấy, mình bấm này. Đấy, nó bắt đầu nó chạy nhá. Đợi một lúc nó chạy xong, bắt đầu nó di chuyển đến cái trang MetaMask, extension MetaMask của mình. Đấy, nó bắt đầu di chuyển đến nhá. Đấy, tại đây này trong này thì nó có số lượng key của mình. Vừa nãy trong cơ sở liệu mình có 48 key đúng không? Đấy, nó bảo nhập số lượng key muốn kiểm tra. Ở đây chẳng hạn như mình muốn nhập 5 cái thôi. Đấy, 5 key thôi. 5 key đầu tiên nhá. Đấy, mình sẽ bấm OK. Bắt đầu nó check nhá. Đợi cho các bạn đợi chút nhá. Đấy, đầu tiên này, cụm mật khẩu nó đang kiểu nó đang bị thiếu từ ấy, thì nó sẽ hiển thị thông báo đi. Rồi, xong lần nhất này. Rồi, lần thứ hai nó cũng bị kiểu này. OK. Đấy, cụm mật khẩu khôi phục bí mật không hợp lệ. Đấy. OK. Sau khi nó check xong năm cái key của mình, nó hiển thị cái thông báo là đã build xong file build.html, thì các bạn cứ mở mở này ra xem có cái key nào đúng không, thì nó sẽ hiển thị trong này. Đấy, bấm OK này. Và nó sẽ hiển thị một cái thông báo nữa, đó là đã hoàn tất quá trình chạy tool, trình duyệt sẽ đóng sau 3 giây, bấm OK này để nó chuẩn bị nó tắt này. Đấy. Sau khi chạy xong. Sau khi xong này, mình có một cái file là file đây này. Build tool này. Build tool. Đấy, file build tool này. File build tool này. Đây là file build tool của mình. Mình cũng có thể mở ra mình xem nhé. Build. File build tool đúng không? Cái này mình không dùng, mình cũng bỏ đi này. À, mình vừa kiểm tra lại nhá. Mình vừa kiểm tra lại thì có nghĩa là khi mà mình chạy xong cái file là OpenChrome này, nếu mà trường hợp mà nó có key thì nó mới build lại, còn không có key thì nó sẽ không tạo ra cái file là build.html nhé. Các bạn để ý nhé. Thì bây giờ mình sẽ test thử thêm một vài key nữa nhé.
Test thử thêm một vài kỹ nữa này. Đấy, mình mở này ra, mình xóa đi. Mình kiểm tra xem trong cái này xem nó đã check check được chưa nhé. Nó hiển thị như này. Đấy, đã check vào thời gian này, thời gian này, thời gian này. Đấy, cũng mật khẩu hợp lệ. Đấy. Thì bây giờ này, bây giờ mình xóa hết đi nhé. Để mình thêm lại dữ liệu mới xem nào. Để mình vào đây mình lấy lại key này cả. Ok. Bây giờ cái key này của mình đây, bây giờ mình paste vào này. Ok nhá, paste vào đây. Thì bây giờ mình chạy lại cái file là file OpenTrol này. À không, tại vì nó chưa có thì đầu tiên mình phải chạy xong rồi, mình phải chạy cái file này. Chạy cái file là main trước, mình mất. Chạy main để nó insert dữ liệu trước. Đấy, nó insert này. Đấy, nó insert tại vì cái file này mình nhiều key không? Chắc nó chạy mất khoảng tầm, chắc nó chạy được khoảng tầm 920 mấy key, mình nhớ không, không nhầm là như thế. Đăng rồi, tức là nó insert xong rồi. Thông báo kết thúc rồi. Ok, mình mở nó ra mình kiểm tra nhé. Mở DB ra mình kiểm tra. Rồi. Nó hiển thị 925 bản ghi nó. Ok chưa? Chạy nhanh, tương ứng ngay. Tiếp theo là mình mở tiếp một file là OpenTrol nhé. Để nó check xem nào. Ở đây thì mình có hiện thêm một cái ô là để mình nhập cái số lượng key mình cần cần check. Đây các bạn đợi một chút nhá. Đây. Chẳng hạn mình nhập như là 15 key đi. Đấy, 15 key, nó check 15 key một lúc xem. Ừ. Nó đang check đấy. Kệ nó, cứ để cái tool này chẳng hạn như mình đi đâu chơi hay gì đó thì cứ để cho nó check thôi. Đấy, ta mật khẩu bị sai rồi nên nó hiện thị cụ mật khẩu khôi phục bí mật không đúng nên nó toàn hiện thế. Các bạn cứ đợi thôi. Tool này thì nó không thể nhanh được, nó cũng như là người, nó thay người làm thì ở đây nó là máy làm. Tốc độ của nó thì mình cũng phải để phải slip nó một tí không. 15 key chưa được key nào đúng. Mò cũng đâu phải dễ đâu. Nếu mà ở đây mà so người làm thì cũng mệt đấy, cũng tương đối mệt đấy. Tại vì cũng mất công nhập các thứ nào mệt. Chưa có cái nào đúng. Nó vẫn đang chạy. Nó vẫn chưa chạy xong. Chạy xong nó sẽ có một cái thông báo lên cho mình. Ok. Nó chạy xong rồi nó ghi hiển thị là đã bưu xong rồi. Hiển thị thêm một thông báo nữa, hiển thị hai thông báo liền. Ok. Xong rồi. Hello, mình rất xin lỗi vừa rồi mình kiểm tra là thấy nó kiểu bị gian lưu, nó bị thiếu key ấy. Mình vừa kiểm tra lại thuật toán thì bây giờ thì mình chạy lại xem nó thế nào nhá. Chạy lại mình phải tắt trình duyệt Chrome đi này. Đấy, tại vừa rồi ấy, key nó rơi vào trường hợp là số 0 nên là nó sẽ nhiều trường hợp nó có 11 11 từ dẫn đến là nó báo không hợp lệ. Bây giờ mình chạy thử lại nhá. Chạy thử lại cái file OpenTrol này. Đấy.
Đã 15 phút rồi. Đây này, nó có một thông báo là sập số lượng key này, mình muốn nhập số 15 key đi. Ok, đợi nó check xem 15 key mình sẽ 15 key mình xem nó check xem được bao nhiêu bài key đúng, bao nhiêu key sai nhá. Các bạn đợi một chút nha. Cái này cũng phải mất tầm 2 3 phút ạ. Chắc tầm 2 phút ạ. 1 phút rưỡi 2 phút ạ. Đấy, như như này thì mình sẽ chính xác hơn. Này chỉ có đúng hoặc sai, hoặc không có từ kiểu hợp lệ các thứ. Chưa cuối nào đúng luôn. Cái này để nó chạy thôi, chứ mình cũng kiểu như là thôi cứ để đấy cho nó chạy, nhưng khi nào đúng thì đúng kiểu vậy. À, mình test từ nãy giờ mới có một key đúng. Ok, đây khi test xong thì nó sẽ có báo là đã build xong file build html đấy, ok này. Đó. Và hiển thị thêm một cái thông báo nữa là trình sẽ đóng trong 3 giây. Đó. Ok, các bạn đợi chút, nó sẽ đóng trong 3 giây này. Ok, bây giờ mình tắt này đi nhá. Đấy, khi mà nó build được ra file html tức là nó sẽ có cái key đúng nào đó. Đó. Đấy, nó sẽ hiển thị một key đúng ở đây. Đó. Mình kiểm check trong MetaMask là xong thôi. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Thì các bạn có câu hỏi nào thì hãy thắc mắc gì thì các bạn cứ comment bên dưới nhé, mình sẽ giải đáp nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.